Xin chào quý vị các bạn, trên hình các bạn thể thấy đây là những chiếc điện thoại Mi A2 Lite với đủ các tình trạng từ vỡ, lỗi, hỏng, chờ thay mới, sửa chữa tại didongcaocap.vn. Didongcaocap.vn đã có rất nhiều video hướng dẫn chi tiết cụ thể cách thay sửa, khắc phục nhanh các lỗi sự cố liên quan đến phần cứng, phần mềm trên điện thoại Xiaomi Mi A2 Lite. Ở video này, didongcaocap.vn không nói về cách thay, không hướng dẫn cách thay, không nói về sửa chữa Xiaomi Mi A2 Lite, mà chỉ đơn giản là giải đáp một số thắc mắc quý vị các bạn liên quan đến dịch vụ sửa chữa điện thoại Xiaomi Mi A2 Lite đang thực hiện tại didongcaocap.vn, địa chỉ cung cấp dịch vụ sửa chữa điện thoại Xiaomi Mi A2 Lite hàng đầu hiện nay. Hiện tại didongcaocap.vn nhận được rất nhiều câu hỏi liên quan đến dịch vụ sửa chữa Xiaomi Mi A2 Lite. Nhưng một số những câu hỏi cơ bản chính sau đây. Đầu tiên là câu hỏi liên quan đến dịch vụ sửa chữa điện thoại Xiaomi Mi A2 Lite mà tôi ở xa, tôi không đến được didongcaocap.vn thì tôi có sửa được Xiaomi Mi A2 Lite đang lỗi hỏng của tôi không? Thì hoàn toàn được, quý vị các bạn không phải quá lo lắng về cái trường hợp trên. Quý vị các bạn chỉ cần liên hệ 0961234534. Kỹ thuật viên từ didongcaocap.vn sẽ tư vấn hướng dẫn cụ thể chi tiết cho các bạn từng lỗi sự cố trên điện thoại Xiaomi Mi A2 Lite mà quý vị các bạn đang gặp phải. Sau đó thì tùy theo từng lỗi sự cố, một là chúng tôi sẽ gửi các cái linh kiện thay mới sửa chữa trên Mi A2 Lite đến tận địa chỉ hàng yêu cầu. Quý hàng nhận được, quý hàng mới phải thanh toán tiền bưu điện nhanh chóng, an toàn và tiện lợi. Trường hợp thứ hai là các bạn gửi máy ra didongcaocap.vn, tức là quý vị các bạn chuyển cái máy Mi A2 Lite đang lỗi hỏng quý vị các bạn qua đường bưu điện đến các địa chỉ của didongcaocap.vn. Chúng tôi sẽ tiến hành thay mới sửa chữa quý vị các bạn. Sau đó chúng tôi sẽ thay xong, chúng tôi sẽ gửi ngược lại địa chỉ quý vị các bạn yêu cầu. Quý vị các bạn nhận được máy, quý vị các bạn kiểm tra tất cả các tình trạng của máy. Sau đó quý vị các bạn mới phải thanh toán tiền bưu điện. Cực kỳ là nhanh chóng, cực kỳ là an toàn, cực kỳ là tiện lợi. Câu hỏi thứ hai liên quan đến dịch vụ sửa chữa điện thoại Xiaomi Mi A2 Lite là tôi ở xa, tôi không đến được với didongcaocap.vn thì những cái linh kiện mà phụ quá trình sửa chữa Xiaomi Mi A2 Lite tôi muốn mua online có được không? Thì hoàn toàn được các bạn nhé. Các bạn chỉ cần liên hệ 0961234534. Chúng tôi sẽ chuyển các cái linh kiện trên Xiaomi Mi A2 Lite mà quý vị các bạn cần mua đến tận địa chỉ hàng yêu cầu, quý vị các bạn nhận được, quý vị các bạn thanh toán tiền bưu điện. Câu hỏi tiếp theo là tại thời điểm 2021 này thì các cái linh kiện phụ quá trình sửa chữa Xiaomi Mi A2 Lite có sẵn hay không? Phụ quá trình sửa chữa có sẵn hay không? Thì xin thưa quý vị các bạn là luôn có sẵn các bạn nhé. Tất cả các linh kiện của Xiaomi Mi A2 Lite nói chung đều có sẵn tại các địa chỉ của didongcaocap.vn, phụ quá trình thay mới sửa chữa vị các bạn khi cần. Quý các bạn không phải chờ lâu, quý các bạn chỉ cần cầm máy qua các địa chỉ của didongcaocap.vn là chúng tôi sẽ cung cấp cái linh kiện đó cho quý các bạn, hoặc là chúng tôi sẽ ship về tận địa chỉ quý các bạn yêu cầu, nhanh chóng, an toàn và tiện lợi. Câu hỏi tiếp theo liên quan dịch vụ sửa chữa Xiaomi Mi A2 Lite là khi tôi tức là tôi muốn sửa điện thoại Xiaomi Mi A2 Lite mà cái thời gian bảo hành sau khi sửa thì nó sẽ được bao lâu? Thì tùy theo từng lỗi sự cố trên điện thoại Xiaomi Mi A2 Lite sẽ được bảo hành từ 3 đến 18 tháng. Cực kỳ là nhanh, cực kỳ là ổn định. Quý vị các bạn có thể mua thêm gói bảo hành, tức là thấp nhất là 3 tháng rồi sửa bất cứ lỗi gì liên quan đến phần cứng, phần mềm trên điện thoại Xiaomi Mi Mi A2 Lite đều được bảo hành ít nhất là 3 tháng rồi, nhanh chóng, an toàn và tiện lợi. Câu hỏi tiếp theo liên quan đến sửa chữa điện thoại Xiaomi Mi A2 Lite là các cái dữ liệu trong máy khi sửa chữa có mất không? Thì tùy theo từng lỗi các bạn nhé, có lỗi thì không mất, có lỗi thì sẽ mất. Do đó thì quý vị các bạn nên liên hệ 0961234534 để được tư vấn hướng dẫn cụ thể chi tiết nhất quý vị các bạn. Đó là một số thắc mắc liên quan dịch vụ sửa chữa điện thoại Xiaomi Mi A2 Lite đang thực hiện tại didongcaocap.vn. Thông tin cụ thể hơn, chi tiết hơn dịch vụ sửa chữa điện thoại Xiaomi Mi A2 Lite, quý các bạn vui lòng liên hệ 0961234534. Kỹ thuật viên của didongcaocap.vn sẽ tư vấn rõ hơn, cụ thể hơn quý vị các bạn. Xin cảm ơn quý vị các bạn đã xem video tại didongcaocap.vn, địa chỉ cung cấp linh phụ kiện của điện thoại Xiaomi Mi A2 Lite hàng đầu hiện nay.